Xin kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên. Trong chương trình hôm nay sẽ gồm có một số nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đại biểu Sở Y tế và các ban xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện có 5 chi bộ trực thuộc gồm 90 đảng viên. Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự chỉ đạo sâu sát kịp thời của Sở Y tế, đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, nghị quyết đại hội Đảng bộ y tế đã đề ra. Kết quả 14 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết. Công tác xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, tiêu chí xây dựng bệnh viện xanh, sạch đẹp, thân thiện có nhiều đổi mới. Duy trì tốt tiêu chí quốc gia về y tế tại 12 trên 12 xã thị trấn. Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế có nhiều chuyển biến tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khám chữa bệnh tại bệnh viện và các trạm y tế được tăng cường, phát huy tốt hiệu quả đề án củng cố y tế cơ sở, đáp ứng tiêu chuẩn bệnh viện vệ tinh của bệnh viện E, góp phần đưa tỷ lệ thực hiện danh mục kỹ thuật lên 70%, tăng 25% so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, đã tham mưu củng cố kiện toàn các tổ chức đảng gắn với sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần nghị quyết 19 của Trung ương, giảm 3 đầu mối, 2 phòng khám đa khoa khu vực và trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình, điều chuyển 8 cán bộ và thôi hợp đồng 20 lao động. Quan tâm cử 78 lượt viên chức đi đào tạo chuyên môn, 17 lượt viên chức học lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ khác. Hàng năm, đảng bộ, cơ quan luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy, Sở Y tế đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2019 được tỉnh ủy tặng bằng khen. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới phát triển, Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cuối nhiệm kỳ, tiêu chí chất lượng bệnh viện đạt 3,1 điểm trở lên, duy trì tiêu chí loại trừ phong và loại trừ sốt rét cấp huyện, phấn đấu kết nạp 15 đến 20 đảng viên mới. Hàng năm, Đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên được xếp loại vững mạnh. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Đảng bộ y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ y tế cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, chú trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Vũ Văn Quang được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết thông qua nghị quyết chương trình hành động đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển vùng chè nguyên liệu của huyện Than Uyên, cấp ủy chính quyền xã Ta Gia tích cực vận động nhân dân mở rộng diện tích cây chè trên địa bàn theo quy hoạch. Năm 2020, xã Ta Gia có trên 87 hecta chè được trồng từ năm 2018 tại các vùng bản Mè, bản Co Cai. Trong đó có 37,2 hecta chè trong giai đoạn tạo tán, bước đầu cho thu hoạch. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, xã Tà Gia đã vận động nhân dân hiến gần 63.000 m2 đất, tham gia 7.200 ngày công lao động làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi.
Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã được giải nhựa, 99% đường nội bản được cứng hóa. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, phát triển giao thương hàng hóa, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm phát huy lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân, cấp ủy chính quyền xã Ta Gia chỉ đạo các thôn bản, nhân dân chú trọng chăn nuôi gia súc, đặc biệt là phát triển đàn trâu bò. Hiện nay tổng đàn gia súc gia cầm xã Ta Gia có 16.420 con, trong đó đàn trâu 1.356 con, đàn bò 513 con, đàn lợn 2.036 con. Để đảm bảo chăn nuôi phát triển đạt hiệu quả, cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo các thôn bản, vận động nhân dân chủ động chăm sóc đàn gia súc gia cầm, khuyến khích đầu tư chuồng trại để phát triển chăn nuôi theo hình thức tập trung, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh. Do vậy, đàn gia súc trên địa bàn phát triển tốt, tỷ lệ tăng đàn đạt trên 5,7% một năm, góp phần tích cực công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Thưa quý vị, bên cạnh việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ xã đã đề ra. Trong thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Mung đã và đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ bản Hô Ta xã Tà Mung có 8 đảng viên tham gia sinh hoạt, trong đó có 1 đảng viên dự bị. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, những ngày qua, Ban chi ủy chi bộ đã tập trung chỉ đạo các đảng viên chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách các phần việc cụ thể, đảm bảo theo đúng các bước hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Từ đó, nâng cao chất lượng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới. Quán triệt và thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và cái hướng dẫn số 07 của Nội ủy Than Uyên thì về cái công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 thì chi bộ Hô Ta cũng đã tổ chức một số công tác chuẩn bị như là xây dựng cái giới thiệu cái nhân sự theo các bước hướng dẫn của 07 đối với nhân sự tái cử và tham gia lần đầu và chuẩn bị các cái văn kiện đại hội như là báo cáo chính trị và nghị quyết dự thảo nghị quyết là báo cáo kiểm điểm của tập thể chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Thì đến thời điểm hiện tại thì về công tác chuẩn bị cho đại hội thì cũng đã chuẩn bị hầu như là tốt để sẵn sàng cho công tác đại hội sắp tới này. Đảng bộ xã Tà Mung hiện có 16 chi bộ với 133 đảng viên, trong đó có 11 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ cơ quan. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp, bám sát vào sự chỉ đạo hướng dẫn của huyện ủy, Đảng bộ xã đã triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến các chi bộ. Tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng ủy chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giúp đỡ, đảm bảo các chi bộ chuẩn bị đầy đủ, đúng các bước theo quy trình. Tập trung chuẩn bị các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, chuẩn bị đề án nhân sự và xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hoạt động trọng tâm phù hợp với thực tế của địa phương. Thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 147 của huyện ủy Than Uyên, hướng dẫn số 07 của huyện ủy Than Uyên về hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ xã Tà Mung đã cụ thể hóa bằng kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo đại hội các chi bộ tiến tới đại hội đảng bộ xã, đồng thời xây dựng cái hướng dẫn tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì ban chấp hành thường trực đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc và phân công nhiệm vụ các đồng chí ban chấp hành hướng dẫn các chi bộ xây dựng cái văn kiện chuẩn bị đề án nhân sự cho đại hội đảng bộ các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã. Thế và đến thời điểm hiện tại thì đảng bộ xã đã hoàn thiện các nội dung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã kỳ 2020-2025. Với sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy cùng với sự chủ động của các chi bộ, đến thời điểm này, Đảng bộ xã Tà Mung đã và đang thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới đại hội 13 của Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.